Xin chào mọi người nhé, hôm nay mình sẽ chơi 8 trò. Đầu tiên là chơi mail rồi. Quản lý những hành khách đi xe buýt. Mọi người ơi, like và chia sẻ cho mình nhé, để mình có động lực làm nhiều game hay. Mình sẽ update những cái game hay thường xuyên để phục vụ mọi người nhé. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.